Không vợ. Ai vậy? Ai vậy? Dạ, cái chú mà chủ nhân của 15 bé chó đó phải không ạ chú? Rồi đúng rồi Rừng. Dạ, hồi sáng con có gọi đó mà con nghe chú nói là mình mấy bé của mình vẫn còn hết rồi, sau nãy con có thấy cái chị kia chia sẻ cái. Không có, ai chiều lại còn cái kêu người nhà lại coi á, rồi cái rồi nó chết hết trơn rồi. Trời ơi, sao vậy chú? Cái Rồi nó thở thô quỷ hết trơn rồi. nó thì mà nó không báo với mình luôn hả chú? Dạ đúng rồi cha, đúng rồi em. Tại vì hồi sáng á là nó nói là nó dắt chó đi cách ly thôi. Dạ. Ai ngờ đâu á là nó ra nó bỏ vô bao hết luôn. Trời ơi trời, còn sống luôn mà nó hút hết rồi chứ. Nó bắt bỏ vô bao á, nó tù á, nghe nói mấy người vòng vòng ở ngoài nói á là mấy thằng có hai thằng bắt bỏ vô bao xong rồi á nó đem trắng nó rồi đem thiêu luôn. Trời ơi trời. Sao mà ác trời. Nếu mà nếu thiệt nha, nếu mà tụi chị á biết trên đường mà quen biết cái cộng đồng mạng nhiều hơn á, chị gửi cho ảnh là chị đi về một mình. Dạ. Chị đi về một mình luôn, chị gửi mấy chú chó cho ảnh luôn với một con mèo nữa, với một con chó kiển. Là tất cả nó giết hết của mình là bao nhiêu con vậy chị? Tổng cộng là 18 con, mà chó hết ra 2 con rồi còn 16 con. Trời ơi, người ta báo không báo với mình tiếng nào hết luôn hả chị? Nó không báo, nó sợ mình buồn, nó sợ mình biết á. Hồng ôm á, hồng ôm nó nghe nè, hồng ôm á là nó nhớ con chó ngoài cục dây ở ngoài nó lạnh đó, mấy chó con nó lạ lè quá trời luôn. Mình muốn đem vô phòng mà nó không cho đem. Rồi nó lấy mà nó đập đầu con chó. Mà con chó nó không có chết, nó què cái chân nó chạy vô nó khiều cửa quá trời luôn. Trời ơi trời. Nó con chó vô nó khiều cửa mà nó hình nó hai đứa mắt nó hè, nó chảy hàng ngàn luôn á. Con kia nó con chạy bỏ cửa đi con, chạy bỏ người đi con, chạy trốn đi. Nó không chịu chạy chẳng ai chết chứ chủ cho ông giờ chạy đi nữa. Trời trời nó ngu trời. Tụi em kêu nó chạy đi bỏ chủ đi, không chịu. Nó không chịu đi đến nào mà nó rơi nước mắt á. Nó chỉ nín nè, em biết anh chị. Nó đứng mất quá trời luôn. Em biết anh chị giờ khổ. Giờ biết sao, bây giờ chôn ở đâu cũng không có biết nữa. Giờ tiêu ở đâu cũng không có biết luôn nữa. Em biết anh chị khổ. Nhưng mà còn mấy cái video mấy tấm hình đó, nhờ nằm mà nhớ. Hồi sáng giờ không ăn uống luôn á. Rồi chị cũng đừng có buồn quá, em biết anh chị khổ cỡ đó mà vẫn đem 15 bé về. Chẳng là nhiều nhiều tiền vì kiếm mấy chú chó không có nhiều đâu, tại vì dạ. Đi bằng khổ gì á, là đi bằng khổ gì cỡ đâu cỡ mấy chiều phải đi mua thiếu đồ ăn ít từng chả, rồi đi mua gì khô cát cho tôi ăn nè, rồi tới gặp bánh ăn lạc nè, ăn chay nè, kêu nó ngồi niệm Phật, nó ngồi riêng ngồi im lu và bắt kinh cho nó nghe nữa. Dạ. Rồi á, rồi đi bằng về á, phải đi mua một tay lưới á, mấy trăm mét gì đi dắt lưới. Mà đội đĩa, con đĩa bên Long An nó đem cỡ nào, mà bước xuống rồi đem mười mấy hai chục con. Mà đi dắt lưới á, kiếm cá cho tôi nói gì ăn á, gì kho cho nó tụi ăn, mà nó ăn á. Em biết rồi, em biết, em thấy anh chị khổ cỡ đó mà vẫn đem mười mấy bé về là em biết anh chị thương cỡ nào. Dập đường á, người ta đòi mua lại, không bán, cho nó chẳng là chết. Chẳng là chết đi, không bán nữa. Mà về đây có một bà bác sĩ, có một con nướng bả thôi. Mà giết mười mấy con phía. Vậy là hồi nãy em có nghe là chị nói là mấy anh công an là cho đem về, nhưng mà tại cô bác sĩ Ba Chi gì đó, cô không có cho hả chị? Đúng rồi, bác sĩ, đúng rồi, mấy anh công an là hỗ trợ